Thưa quý vị và các bạn, những ngày này sắc đen trắng là hai gam màu chủ đạo trên các trang mạng xã hội tại Việt Nam. Nhân dân Việt Nam thể hiện sự đau xót, lòng tôn kính với một con người vĩ đại, một trái tim lớn đã ngừng đập. Ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, có ba nội dung rõ ràng. Một là thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, hai là Bộ Chính trị phân công ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì công việc của ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Ba là Bộ Chính trị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu quan trọng toàn diện mà đất nước ta đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Cũng trong ngày 18 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Huân chương Sao vàng. Tham dự lễ trao huân chương có đầy đủ các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và một số cán bộ giúp việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại diện thân nhân gia đình đồng chí Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã công bố quyết định và trao huân chương sao vàng tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị đã có quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Huân chương sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để tặng các cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trước đó, vấn đề sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là điều không chỉ nhân dân Việt Nam mà truyền thông quốc tế cũng rất quan tâm, bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam và được nhân dân vô cùng tín nhiệm, yêu quý. Trong thời gian ở cương vị là Tổng Bí thư, ông đã đưa đất nước ngày càng phát triển đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, hãng AFP đặt câu hỏi trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao. Một số nguồn tin cho biết Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước bị đột quỵ trong thời gian đi công tác ở Kiên Giang. Hiện sức khỏe ông ra sao và đang điều trị ở đâu? Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao là bà Lê Thị Thu Hằng trả lời Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Chiều cùng ngày, Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ổn định. Theo Chủ tịch Quốc hội, sức khỏe Tổng Bí thư bị ảnh hưởng do thời tiết thay đổi trong chuyến công tác từ Hà Nội vào. Sau khi thăm cơ sở Tôm Đông Lạnh, ông ra ngoài trời dưới nắng nóng 38 độ, cùng với đó là cường độ làm việc xuống máy bay tại Cần Thơ, ông đi ngay về Kiên Giang rồi di chuyển tiếp hơn 80 km về huyện Kiên Lương kể từ khi Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân vẫn cầu mong và hy vọng ông sẽ khỏe lại, tiếp tục điều hành đất nước giống như năm 2019. Thế nhưng, niềm hy vọng ấy của nhân dân Việt Nam không kéo dài được lâu. Sau đó một ngày, ngày 19 tháng 7, báo chí chính thống bắt đầu thông tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Thông tin chuyển đi nhanh chóng, khiến người dân Việt Nam vô cùng đau xót. Hai gam màu đen và trắng chiếm chủ đạo trên các trang mạng xã hội ở Việt Nam là cách người dân để tăng bày tỏ lòng kính yêu, biết ơn với một trái tim lớn, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam báo chí quốc tế cũng đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và trích dẫn những câu nói nổi tiếng của ông. Tuổi thơ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ về những năm tháng tuổi thơ của mình trong một buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1, quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông mở đầu câu chuyện với cử tri Tôi sinh năm 1944, tức năm Giáp Thân. Lâu nay, tôi vẫn nói vui người ta tuổi ngọ, tuổi mùi, thân em thì ngậm ngùi tuổi thân. Năm 1944, lúc bấy giờ, đất nước đang khó khăn, chưa giành được độc lập. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công rất vĩ đại, nhưng cũng năm đó, đói ghê lắm. Đến năm 1946, toàn quốc kháng chiến, gia đình Tổng Bí Thư phải tản cư lên Thái Nguyên. Tôi nghe mẹ kể lại, tôi lúc đó mới 2 tuổi, được đặt ngồi một bên thúng còn chị tôi ngồi một bên để mẹ gánh đi bộ từ huyện Đông Anh lên Thái Nguyên ở nhờ nhà người quen. Tổng bí thư kể, khi 6 tuổi, Tổng bí thư trở về quê, bắt đầu đi học tại trường ở làng. Khi học lên cấp 2, do địa phương không có trường học, ông phải đi bộ sang học nhờ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nhà không có đồng hồ, cứ gả gáy là bố gọi dậy đi học. Ông đi một mình khi trời chưa sáng hẳn, đi qua các thôn giữa tiếng chó sủa gian, rồi còn phải đi qua bãi Tha Ma khi đến bến đỏ, lại ngồi chờ trời sáng hẳn, lái đỏ mới trở qua sông Đuống. Khi đó, tôi mới 11, 12 tuổi mà đi bộ từ nhà sang Gia Lâm học, đi một mình, trời rét, đi chân đất, mặc bộ quần áo nâu, đi qua bãi Tha Ma rất sợ. Tổng Bí thư cho biết, ông học cấp 2, cấp 3 ở trường Nguyễn Gia Thiểu, Gia Lâm, rồi đi thi học sinh giỏi văn toàn quốc, được tuyển thẳng vào đại học tổng hợp khoa văn. Thời gian học cũng phải sơ tán lên Thái Nguyên. Sau khi tốt nghiệp, Tổng Bí Thư được phân công về tạp chí Cộng sản từ năm 1967. Thời học cấp 3, do đất nước đang trong hoàn cảnh kháng chiến chống Mỹ, ông đã viết thư tình nguyện đi vào Nam chiến đấu nhưng không được chấp nhận. Cán bộ lúc đó giải thích có người phải đi chiến đấu nhưng có người phải ở lại học để chuẩn bị khi chúng ta giành thắng lợi còn xây dựng đất nước. Liên quan đến trường Nguyễn Tất Thiểu, vào sáng ngày 14 tháng 11 năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường Nguyễn Tất Thiểu, 1950-2020. Tổng bí thư học 6 năm liên tục từ 1957 tới 1963 tại trường này. Tại đây, Tổng bí thư xúc động được gặp lại những thầy cô giáo cũ, được hòa mình giữa lớp lớp thế hệ học trò của ngôi trường một thời gắn bó. Những kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên, những ký ức sâu đậm thủa học trò lại ùa về. Tổng bí thư đã bồi hồi kể lại những năm tháng ấy, nhiều khó khăn nhưng vô cùng ấm áp, thân thương dưới mái trường này. Qua những lời kể sơ lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể thấy ông sinh ra vào thời kỳ vô cùng khó khăn của đất nước, đặc biệt là nạn đói năm Ất Dậu 1945. Việt Nam đã mất khoảng 2 triệu đồng bào. Tuổi thơ của Tổng Bí thư chắc chắn là những tháng ngày đầy khó khăn và thử thách hơn nhiều những gì ông kể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hai cụ thân sinh đều làm ruộng sống ngay thẳng, nhân hậu và giữ nếp gia phong. Năm 1946, ông theo gia đình tản cư lên Thái Nguyên. Năm 1950, ông hồi cư về sống trong vùng tể, hàng ngày chứng kiến bao cảnh đói khổ, giặc pháp lùng sục, vây giáp, bắt bớ, tra tấn cán bộ du kích Việt Minh. Làng xóm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Năm 1952, Nguyễn Phú Trọng bắt đầu đi học ông giáo trưởng làng, một ông giáo giả đức độ nhưng nghiêm khắc. Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, quê hương giải phóng, Nguyễn Phú Trọng được đi học trong không khí hòa bình, phấn khởi. Lớp 2 và lớp 3, ông học ở xã nhà. Khi lên lớp 4 thì ông phải đi học xa vì hai xã mới có một lớp. Trời rét cắt da cắt thịt, cũng chỉ có vài manh áo mỏng, chân đi đất, phải đốt than bỏ vào ống bơ để sưởi ấm dọc đường. Lớp học là một gian tạo mạc tuỳnh toàn của khu đình cổ. Được cái, ông học rất sáng dạ nên năm nào cũng đứng ở top dẫn đầu lớp. Từ năm 1957 đến năm 1963, ông học trường cấp 2 rồi cấp 3 Nguyễn Gia Thiểu đóng tại Gia Lâm, Hà Nội. Nhà xa, lại cách trở con sông đuống, ông và các bạn phải đi học từ 3 tới 4 giờ sáng. Mùa hè còn đỡ, mùa đông rất vất vả, nhiều hôm trời mưa, đò không trở sớm, ông đành đến lớp muộn. Được một thời gian phải trọ học. Vài ba anh em ở nhờ một nhà dân tự lo cơm nước và giúp đỡ nhau học tập, ăn uống kham khổ, thiếu thốn. Nhiều lúc ông phải vừa học vừa tự lao động kiếm sống. Có lẽ vì thế mà Nguyễn Phú Trọng đã sớm có ý thức tự lập và có ý chí vươn lên. Ngay từ nhỏ, ông đã rất thích văn học dân gian và thường ước mơ được theo nghề văn học hoặc nghề báo. Ham học lại thông minh nên học hết lớp 10, theo học khoa văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 1963-1967. Trường sở lúc này còn phân tán Năm đầu học ở khu Chùa đáng, năm sau chuyển về khu Mễ Trì. Từ năm 1965 đến năm 1967, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sơ tán lên Đại Từ, tỉnh Bắc Thái, nay là Thái Nguyên. Đó là giai đoạn của kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang hồi quyết liệt, nhưng thầy và trò nhà trường vẫn nêu cao quyết tâm dạy tốt và học tốt. Ông kể, vào một buổi sáng đẹp trời, đầu tháng 9 năm 1963, chúng tôi tập trung ở giảng đường 1, phố Lê Thánh Tông, tức khu 19 Lê Thánh Tông bây giờ. Trước lúc điểm danh, tôi đứng chơi dưới vườn tao đàn, ngước nhìn lên cổng trường ngắm mãi dòng chữ Trường Đại học Việt Nam. Sao mà cảm thấy lâng lâng, hãnh diện? Gặp nhau buổi đầu còn bỡ ngỡ, làm quen còn rụt rè. Nhưng thế bạn hữu, ai cũng siêu cả. Không học sinh giỏi nhất nhỉ văn toàn miền Bắc. Lúc đó miền Nam chưa được giải phóng, thì cũng đứng đầu hàng tỉnh. Cuối năm 1964, đầu năm 1965, trong không khí sục sôi đánh Mỹ, thanh niên học sinh đua nhau viết đơn bằng máu tình nguyện xin vào Nam chiến đấu, hối hả luyện tập, tập trận giả, tập hành quân, báo động, đảo hào, đảo hầm. Một số thanh niên lớp ông lên đường vào Nam chiến đấu, một số phải ở lại để tiếp tục học tập, chuẩn bị hành trang, tri thức, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước. Ông thuộc nhóm thứ hai, mái trường đại học đã chắp cánh cho ước mơ của ông. Ông được học văn học, ngành mà ông hằng yêu thích ông đặc biệt say mê đọc học thơ ca dân gian truyện cổ dân gian thơ nguyễn du tản đà nguyễn bính tố hữu những hồ thơ thấm đậm chất dân gian ông học vào loại giỏi lao động cử tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp và đoàn thanh niên năm 1967 với sự hướng dẫn của giáo sư đinh gia khánh cậu sinh viên năm thứ tư nguyễn phúc trọng đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp về đề tài thơ ca dân gian với nhà thơ tố hữu với điểm tối ưu duy nhất của khóa đó cùng năm này ông vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của đảng cộng sản việt nam một điều rất hiếm đối với sinh viên thời bấy giờ nhà trường có ý định giữ ông lại làm cán bộ giảng dạy ông cảm thấy rất vui và hồi hộp chờ đợi nhưng rồi thực tế lại diễn ra theo chiều hướng khác ông được điều động về công tác tại tạp chí học tập nay là tạp chí cộng sản cơ quan lý luận và chính trị của trung ương đảng cộng sản việt nam ông hoàn toàn bất ngờ và không khỏi băn khoăn lo lắng nhưng đã là đảng viên thì phải chấp hành sự phân công của tổ chức Nguyễn Phú Trọng bắt đầu sự nghiệp ở tạp chí học tập bằng việc đọc, phân loại, ghi phích, làm công tác tư liệu. Ông kể, thú thật là những ngày đầu tôi thấy nản vì công việc khô khan, đơn điệu. Tôi ngỏ ý muốn được làm công tác nghiên cứu và biên tập về lĩnh vực văn học nghệ thuật. Nhưng các đồng chí lãnh đạo trả lời là làm gì thì cũng phải làm tư liệu, bắt đầu từ tích lũy kiến thức. Tôi nghe thấy có lý và cố quen dần với công việc. Từ đó, cùng với việc làm tư liệu, ông đặt cho mình nhiệm vụ viết bài bắt đầu từ những chuyên đề nhỏ. Thế rồi, bài báo đầu tiên của ông đã ra đời sau hàng năm trời thai ngén ấp ủ. Bài Phong vị ca dao dân ca trong thơ Tú Hữu đăng trên tạp chí văn học số 11 năm 1968, được các đồng nghiệp trong tạp chí động viên giúp đỡ tận tình, cộng với sự cầu thị, ham học hỏi, ông tiến bộ khá nhanh. Năm 1971, theo chủ trương, ông được cơ quan phái đi thực tế giải hạn một năm ở xã Phú Lãm, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Ông ở nhà dân, ăn chung với dân, cũng bám đội, lội đồng, tham gia lao động và sinh hoạt đảng như một xã viên, đảng viên của xã. Năm 1973, ông được cử đi học lớp nghiên cứu sinh kinh tế chính trị tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Là học viên trẻ của trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc lúc bấy giờ, nhưng ông đi học đúng vào thời điểm bố ốm nặng do bị tai biến mạch máu não, vợ mới sinh con, bản thân vừa mới phục hồi sức khỏe sau một thời gian bị chảy máu dạ dày nên ông gặp không ít khó khăn. Điều lý thú và bổ ích đối với ông lúc đó là được rảnh sang công việc tập trung nghiên cứu trực tiếp các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mark Lenin. Riêng bộ tư bản, ông đã được học, được nghiên cứu trong gần một năm. Đó là một dịp hết sức hiếm và quý để ông có thể tự trao dồi thêm kiến thức, lấy đó làm nền tảng cho sự nghiệp sau này. Năm 1981, ông được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh học tập và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Liên Xô thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, ông lại đứng trước một loạt khó khăn mới, ngôn ngữ mới, ngành học mới, làm sao trong hai năm vừa nghe giảng vừa thi hoàn tất phần minimum về xây dựng Đảng vừa viết và bảo vệ luận án tiến sĩ, ông thực sự lo lắng và chẳng có cách nào khác là phải quyết tâm trần lưng ra chịu trận, cuối cùng ông đã đạt được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra thi đỗ phần minimum với điểm tuyệt đối và là người đầu tiên của khoa bảo vệ thành công luận án trước thời hạn 2 tháng. Tháng 8 năm 1983, ông về nước, tiếp tục công tác ở Ban xây dựng đảng của Tạp chí Cộng sản, được đề bạt làm phó trưởng ban tháng 10 năm 1983, trưởng ban tháng 9 năm 1987, ủy viên ban biên tập tháng 3 năm 1989, phó tổng biên tập tháng 5 năm 1990, rồi tổng biên tập Tạp chí Cộng sản tháng 8 năm 1991. Ông còn nhớ, hồi học phổ thông, ông thích nghề làm báo, chỉ đơn giản là do cảm tính, thấy được bay nhảy, được đi đây đi đó, nhưng càng về sau này, qua thực tế công việc, ông càng hiểu nghề báo đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và càng yêu nghề báo hơn. Gần 30 năm công tác tại tạp chí Cộng sản. Giáo sư Nguyễn Phú Trọng đã kinh qua nhiều công việc và đã viết, biên tập hàng trăm bài báo lý luận với nhiều thể loại khác nhau, từ xã luận, chuyên luận, bình luận, tiểu phẩm đến giới thiệu sách giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn về phán các biểu hiện sai trái tiêu cực với tất cả sự trải nghiệm và tâm huyết của mình với nghề ông bảo nghề báo là nghề cao quý nhưng vô cùng gian khổ khó khăn nhà báo phải hiểu đúng và nắm rất vững chắc chức năng nhiệm vụ của tờ báo mà mình phụ sự cộng tác những người làm ở tạp chí lý luận chính trị như tạp chí cộng sản càng phải có cố gắng lớn quyết tâm cao và thực sự có lòng say mê yêu nghề ham học hỏi và đặc biệt là có một phương pháp làm việc đúng Giáo sư Nguyễn Phú Trọng đã gắn bó và có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của tạp chí Cộng sản, nhất là từ khi ông làm phó tổng biên tập rồi tổng biên tập. Tạp chí đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các bài viết đã bớt tính kinh viện, bám sát các vấn đề của cuộc sống, có thêm nhiều hàm lượng thông tin. Nhiều bài viết đã đi sâu vào thực tiễn, phục vụ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Năm 1992, ông được phong học hàm phó giáo sư và 10 năm sau Ông được phong học hàm giáo sư. Tháng 8 năm 1996, giáo sư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương điều về làm phó bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng Ban đại học phụ trách công tác tuyên giáo của Thành ủy. Tháng 2 năm 1998, ông được điều lên Trung ương phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của Đảng, phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Từ tháng 8 năm 1999, tham gia Thường trực Bộ Chính trị, trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn văn kiện Đại hội chín của Đảng. Tháng 1 năm 2000, ông lại được điều về làm bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông đã cùng tập thể Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất nhiều chủ trương đúng và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện với phong cách dân chủ, quyết liệt, tạo nên những chuyển biến tiến bộ rõ rệt của thủ đô. Tháng 11 năm 2001, Bộ Chính trị phân công ông kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ đầu năm 2003, ông trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết 20 năm đổi mới, chuẩn bị và biên soạn văn kiện Đại hội 10 của Đảng. Giai đoạn ấy, Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham gia nghiên cứu, tổng kết, biên tập nhiều văn kiện quan trọng của Trung ương như cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng năm 1991, báo cáo chính trị các đại hội 7, 8, 9, 10, một số nghị quyết của ban chấp hành trung ương, nghị quyết hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7, báo cáo tổng kết 20 năm công tác xây dựng Đảng 1975-1995, báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 20 năm đổi mới. 1986-2006. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục lý luận, đào tạo cán bộ, giáo sư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp làm chủ nhiệm một số đề tài và chương trình nghiên cứu khoa học xã hội cấp nhà nước và cấp thành phố, giảng dạy một số chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo cao cấp, nghiên cứu sinh, giảng viên các trường đại học, hướng dẫn một số nghiên cứu sinh làm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Từ năm 1990 đến nay, ông đã xuất bản nhiều cuốn sách và chuyên đề in trong nhiều tác phẩm. Đáng chú ý là các cuốn sự lãnh đạo và hoạt động của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường năm 1995, vì một nền văn hóa Việt Nam dân tộc hiện đại năm 2002, phát huy hào khí Thăng Long Hà Nội, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại năm 2003, xây dựng chỉnh đốn Đảng, một số vấn đề lý luận và thực tiễn năm 2005, đặc biệt cuốn Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước xuất bản năm 2002, tái bản năm 2005 và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ông cho biết. Từ khi về công tác ở Thành ủy Hà Nội, ông có nhiều điều kiện để kiểm nghiệm những vấn đề lý luận trong thực tiễn, được đào tạo tương đối có hệ thống và bài bản ở nhà trường. Đó là một điều cực kỳ may mắn đối với ông. Nhờ được học triết mà ông có được phương pháp nhận thức và tư duy lý luận tương đối biện chứng, mạch lạc. Nhờ được học văn mà ông có thể hiểu rõ hơn suy nghĩ của mình. Kiến thức kinh tế, chính trị và xây dựng Đảng giúp ông rất nhiều trong việc nhìn nhận thực tiễn, phát hiện vấn đề để chỉ đạo, quyết định công việc. Ngược lại, thực tiễn phong phú của cuộc sống lại giúp ông củng cố bổ sung nhận thức lý luận, thấy được cái được và chưa được để sửa chữa. Khi còn là bí thư thành ủy Hà Nội, ông dường như chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Thứ bảy chủ nhật, ông thư giãn bằng cách đi cơ sở, xuống tiếp xúc với dân, khảo sát thực tế hoặc đi thăm bạn bè. Báo chí đã kể về những chuyến đi của ông xuống tận địa bàn để tìm hiểu, kiểm tra và giải quyết những vấn đề khúc mắc như khu xóm điểu thanh nhàn, khu xử lý rác thải sóc sơn, công ty vận tải cho biết những chuyến thăm viện dương lão trung tâm cai nghiện ma túy trung tâm bảo trợ xã hội các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ông là người có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức không lợi dụng chức vụ quyền hạn để vun vén riêng tư cho cá nhân và gia đình đi làm trưa ông vẫn thường ăn cơm ở nhà bếp tập thể cơ quan cùng anh em những cuộc họp lớp gặp gỡ bạn cũ ông vẫn mải tao chi tớ sôi nổi như thủa sinh viên ông thường bảo con người ta mỗi người một số phận hôm nay làm việc này ngày mai có thể làm việc khác sống với nhau cốt ở cái nghĩa cách tỉnh Ông còn bộc bạch Tôi biết có nhiều việc mình chưa làm được Nhiều dự định chưa hoàn thành Trong công tác còn nhiều khuyết điểm Ở cương vị của người chèo lái Tuyệt đối không được phép chủ quan Trái lại phải cố gắng nỗ lực hết mình Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ Năm 2000 Cô Đặng Thị Phúc Giáo viên đã từng dạy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Khi ông học lớp 4 Với tất cả tình cảm chiều mến đã viết tặng ông bài thơ có đoạn Ngờ đâu trò nhỏ năm nào nay thành cán bộ cấp cao giúp đời. Nhìn em như ngắm hoa tươi, bỏ công chăm sóc từ thời ấu thơ. Đó chính là hạnh phúc của người lái đỏ như cô giáo Đặng Thị Phúc và cũng là hạnh phúc của người học trò qua sông Nguyễn Phú Trọng. Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng Họ và tên Nguyễn Phú Trọng, ngày sinh 14 tháng 4 năm 1944, dân tộc Kinh, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, số năm Phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thành phần gia đình, bần nông, nghề nghiệp khi được tuyển dụng, học sinh, ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức, mùng 5 tháng 12 năm 1967. Ngày vào đảng, 19 tháng 12 năm 1967. Ngày chính thức, 19 tháng 12 năm 1968 trình độ được đào tạo giáo dục phổ thông tốt nghiệp hệ 10 năm chuyên môn nghiệp vụ tốt nghiệp khoa ngữ văn đại học tổng hợp hà nội hệ 4 năm học hàm học vị giáo sư tiến sĩ chính trị học chuyên ngành xây dựng đảng lý luận chính trị cao cấp ngoại ngữ tiếng nga khen thưởng huy chương kháng chiến chống mỹ hạng nhất huy chương vì sự nghiệp văn hóa huy chương vì sự nghiệp báo chí huy chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ kỷ niệm chương vì sự nghiệp tạp chí lý luận của đảng huân chương sao vàng kỷ luật không Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12. Tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa 8. Đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Tóm tắt quá trình công tác. Từ năm 1957 tới năm 1963, học trường phổ thông cấp 1, cấp 2 Nguyễn Gia Thiểu, Gia Lâm, Hà Nội. 1963 tới 1967, sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tháng 12 năm 1967 tới tháng 7 năm 1968, cán bộ phòng tư liệu tạp chí Học tập, nay là tạp chí Cộng sản. Tháng 7 năm 1968 tới tháng 8 năm 1973, cán bộ biên tập ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây năm 1971. Bí thư chi đoàn cơ quan tạp chí Cộng sản 1969, 1973. Tháng 8 năm 1973 tới tháng 4 năm 1976, nghiên cứu sinh khoa Kinh tế chính trị tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chi ủy viên. Tháng 5 năm 1976 tới tháng 8 năm 1980, cán bộ biên tập Ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ. Tháng 9 năm 1980 tới tháng 8 năm 1981, học Nga văn tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Tháng 9 năm 1981 tới tháng 7 năm 1983, thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó tiến sĩ, nay là tiến sĩ khoa xây dựng Đảng, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Liên Xô. Tháng 8 năm 1983, từ tháng 2 năm 1989, Phó Ban xây dựng Đảng, tháng 10 năm 1983, Trưởng Ban xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, tháng 9 năm 1987, Phó Bí thư Đảng ủy, tháng 7 năm 1985 tới tháng 12 năm 1988, rồi Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tạp chí Cộng sản, tháng 12 năm 1988 tới tháng 12 năm 1991. Tháng 3 năm 1989 tới tháng 4 năm 1990, Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Cộng sản, Tháng 5 năm 1990 tới tháng 7 năm 1991, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Tháng 8 năm 1991 tới tháng 8 năm 1996, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Tháng 1 năm 1994 đến nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tháng 8 năm 1996 tới tháng 2 năm 1998, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Tháng 12 năm 1997 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10, 11, 12. Tháng 2 năm 1998 tới tháng 1 năm 2000, phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của Đảng. Tháng 8 năm 1999 tới tháng 4 năm 2001, tham gia Thường trực Bộ Chính trị. Tháng 3 năm 1998 tới tháng 8 năm 2006, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tháng 3 năm 1998 từ tháng 11 năm 2001, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng, tháng 11 năm 2001 tới tháng 8 năm 2006. Tháng 1 năm 2000 tới tháng 6 năm 2006, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các khóa 7, 8, 9. Tháng 5 năm 2002 đến nay, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Tháng 6 năm 2006 tới tháng 7 năm 2011, Chủ tịch Quốc hội khóa 11, 12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tháng 1 năm 2011 đến nay, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 2 năm 2013 đến nay, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tháng 8 năm 2016 đến nay, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 10 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Cách đây 11 năm, trong những ngày tháng 4, hàng triệu người dân Việt Nam đã không quản nắng mưa xếp hàng tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những tiếng đất nghẹn lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khắp mọi miền đất nước. Tiếng gọi cha ơi vang trên phố. Những ngày tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp cách đây 11 năm đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận được tình cảm vô cùng to lớn của nhân dân Việt Nam. Những cơn mưa xối xả những ngày này càng khiến cho sự xót thương của nhân dân Việt Nam với ông tăng lên bội phần. Tình cảm ấy đều xuất phát từ những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư với đất nước, người đã đưa đất nước ta có được một cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế chưa bao giờ như bây giờ. Ông là người đốt lò vĩ đại, người lãnh đạo công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Lò đã nóng, củi tươi cũng cháy. Trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, với vai trò là trưởng ban, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra nhiều quyết sách tại các cuộc hội nghị giao ban với tinh thần kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh. Những câu nói ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai hay lò đã nóng thì củi tươi cũng cháy là những câu nói thường xuyên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi khi nói về công cuộc phòng chống tham nhũng. Đáng chú ý, khi được tiếp xúc với cử tri, Tổng Bí thư đã trả lời thẳng thắn những vấn đề mà cử tri quan tâm, đặc biệt là những vụ án tham nhũng liên quan tới cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước. So với tham nhũng thì tiêu cực có nghĩa rộng hơn. Tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực của người có chức có quyền. Tiêu cực là môi trường nảy sinh tham nhũng. Tham nhũng làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực. Cái gốc, cái biểu hiện và nguyên nhân cơ bản trực tiếp của tình trạng tham nhũng tiêu cực được chỉ rõ chính là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có vùng cấm, vùng chống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc, tổ chức thực hiện phải trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Theo Tổng Bí thư, tham nhũng tiền bạc, tài sản thì có thể thu hồi được, nhưng nếu suy thoái về đạo đức, tư tưởng là mất tất cả. Bởi vậy, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực phải tập trung vào đấu tranh với căn nguyên gốc rễ của tham nhũng. Tiêu cực là tình trạng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Phòng chống tiêu cực mà trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nói. Theo Tổng Bí thư, về tư tưởng, phương châm chỉ đạo phải xuyên suốt, nhất quán, kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc, chủ động tích cực phòng ngừa đấu tranh tham nhũng tiêu cực. Trong đó, phòng là chính là cơ bản, lâu dài chống là quan trọng cấp bách. Làm nghiêm từ trên xuống dưới, đồng thời phải tránh tình trạng thượng bất chính, hạ tắc loạn. Cấp trên ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hảo. Không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Tổ chức thực hiện phải trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Đây là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, không nhụt chí, chùn chân, mỏi gối xử lý cả hành vi tham nhũng tiêu cực và hành vi dung túng bao che cho tham nhũng tiêu cực, can thiệp cản trở việc chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Có thể nói phòng chống tham nhũng là công cuộc vô cùng quan trọng với một quốc gia, một dân tộc bởi tham nhũng như những con sâu, con mọt đục khoét nhân dân làm trì trệ sự phát triển của đất nước. Trong thập kỷ vừa qua, nhiều vụ đại án tham nhũng kinh tế đã được phát hiện, đấu tranh, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử. Hàng loạt cán bộ chủ chốt nguyên là lãnh đạo cấp cao vi phạm phải thôi việc, nặng hơn thì bị xử lý hình sự. Tất nhiên, để phòng chống tham nhũng hiệu quả là kết quả từ sự nỗ lực, cố gắng của nhiều người, của toàn đảng, toàn dân, nhưng vai trò quan trọng nhất phải là của người đứng đầu. Người đứng đầu có quyết liệt thì kết quả mới cao. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những đại án tham nhũng trong công cuộc đốt lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 1. Đinh La Thăng và đại án tập đoàn dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng và đồng phạm Phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là vụ án kinh tế lớn được tòa nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm tháng 1 năm 2018 với bị cáo Đinh La Thăng và 21 bị cáo đồng phạm. Quá trình điều tra cho thấy, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chỉ định tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PV Power ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định. Sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la Mỹ trên 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Đinh La Thăng còn chỉ đạo cấp dưới góp vốn trái pháp luật vào ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Ocean Bank gây thất thoát cho nhà nước 800 tỷ đồng. Bị cáo Đinh La Thăng phải chấp hành mức án là 30 năm tù. Cũng liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC và đồng phạm đã có hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản xảy ra tại PVC. Cụ thể, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng trái phép để nhận tạm ứng tiền từ PVN và sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này và mục đích khác không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo lập khống hồ sơ rút 13 tỷ đồng từ ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. 2. Đại án đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Vụ án Phan Văn Vĩnh, nguyên trung tướng, tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm phạm tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số địa phương. Đây là vụ án lợi dụng công nghệ cao, tổ chức đánh bạc qua mạng internet, có quy mô và giá trị có thể xem là lớn nhất từ trước đến nay với 92 bị cáo phạm tội, trong đó có hai cựu tướng công an. Tổng số tiền thu lời bất chính từ game bài đánh bạc là gần 10.000 tỷ đồng. Các bị cáo hưởng lợi trên 4.700 tỷ đồng. 3. Đại án Vũ Nhôm Năm 2018, không chỉ bị khởi tố về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, bị cáo Phan Phan Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, còn bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, làm thất thoát 2.000 tỷ đồng trong vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Ngày 9 tháng 8 năm này, Vũ Nhôm tiếp tục bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản, nhà nước gây thất thoát lãng phí. Vụ án này liên quan đến việc mua bán các nhà đất công sản tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Vũ Nhôm đã thực hiện thâu tóm 22 nhà, đất công sản, 7 dự án bất động sản không đúng quy trình, trái pháp luật. Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đà Nẵng từ năm 2006 tới 2011 và khởi tố ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đà Nẵng từ 2011 tới 2014. Cả hai ông đều bị khởi tố về hai tội danh: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2006 tới năm 2014, bị cáo Trần Văn Minh và bị cáo Văn Hữu Chiến bị cáo buộc đã có hành vi cố ý làm trái các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Các quy định về quản lý đất đai như đồng ý chủ trương, ký ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu hồi, cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà đất công sản tại thành phố Đà Nẵng, giảm giá, giảm hệ số sinh lợi chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật đối với nhiều nhà đất công sản và các dự án đầu tư xây dựng để tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ trục lợi trong việc mua bán chuyển nhượng các nhà đất công sản và các dự án này. Con số thiệt hại lên tới 22.000 tỷ đồng. 4. Vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại Bộ Công Thương và Sapeco. Một trong những vụ việc gây chấn động nhất đầu năm 2021 là đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco liên quan đến dự án 24627 Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bản án nêu rõ, Sabeco được giao khu đất tại số 24627 Trưng, diện tích 6.080 m2 dùng sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và nộp tiền thuê đất hàng năm. Nhưng nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm đã có ý kiến chỉ đạo về việc Sabeco góp vốn bằng quyền sử dụng đất khu 246 Hai Bà Trưng và tiền của Sabeco để thành lập liên doanh Sabeco Pearl đầu tiên thực hiện dự án xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê tại khu đất trên. Sau khi Sabeco thực hiện xong các thủ tục pháp lý đầu tư, trong đó có việc bổ sung chức năng Office Tell, mô hình kết hợp văn phòng cho thuê với khách sạn và căn hộ ở cho dự án. Bộ Công Thương chỉ đạo công ty này thoái toàn bộ vốn góp. Các hành vi trên dẫn tới hậu quả quyền quản lý sử dụng khu đất 246 Hai Trưng bị chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước. 5. Thổi giá kit test, hai cựu bộ trưởng vướng lao lý vì vì đá. Cũng trong năm 2021, hàng loạt các vụ án vi phạm về đấu thầu trong lĩnh vực y tế đã được phát hiện, điều tra, truy tố như vụ việc xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội. Đặc biệt là vụ việc bắt giam Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Chưa dừng lại ở đó, những ngày cuối năm 2021, dư luận xã hội tiếp tục xôn xao khi cơ quan điều tra của Bộ Công an tiếp tục phanh phui vụ án thổi giá kích xét nghiệm COVID-19. Theo đó, công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Đến nay, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm COVID cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra bước đầu, Phan Quốc Việt và các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt công ty Việt Á khai nhận quá trình kinh doanh và tiêu thụ kit xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất lợi dụng tính cấp bách với nhu cầu test COVID-19 của các địa phương trên cả nước sản phẩm kit test COVID-19 thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị vật tư sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh thành phố sử dụng. Sau đó thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống, công ty liên danh, công ty con lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng thành quyết toán cho công ty Việt Á theo giá do công ty Việt Á đưa ra cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Đồng thời, để được giao cung ứng trước thiết bị và tư y tế tiêu thụ với số lượng lớn, tăng doanh thu lợi nhuận và được tạo điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán theo giá do công ty Việt Á đề nghị. Phan Quốc Việt còn thỏa thuận thống nhất chi cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn. Đến nay, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh cùng nhiều lãnh đạo cán bộ bị khởi tố kỷ luật do liên quan sai phạm ở vụ Việt Á. 6 thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại FLC. Theo thông báo của C01, kết quả điều tra xác định từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, bị can Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch FLC đã chỉ đạo người thân lập 450 tài khoản tại 41 công ty để mua bán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá 6 mã chứng khoán. Bị can Trịnh Văn Quyết bị xác định có mục đích thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can, ra lệnh bắt 5 bị can để tạm giam về tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại điều 211 Bộ luật hình sự 2015. 5 bị can gồm Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên kế toán tổng hợp công ty cổ phần tập đoàn FLC, Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán BOS, kiêm phó chủ tịch thường trực công ty cổ phần tập đoàn FLC, Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc, Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS. 7. Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tân Hoàng Minh. Trong những tháng đầu năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan. Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, 61 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, tập đoàn Tân Hoàng Minh để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Cùng tội danh này, C03 còn khởi tố bắt giam 6 người khác thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh. Bước đầu C03 cho biết, trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soli, Công ty cổ phần cung điện mùa đông và các công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Liên quan hoạt động của Tân Hoàng Minh, năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng từng ban hành kết luận thanh tra 3 dự án vi phạm trong quá trình triển khai xây dựng của tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội. Các vi phạm chính gồm dự toán xây dựng công trình chưa đúng mẫu quy định trước khi phê duyệt một số gói thầu cán bộ tư vấn giám sát không thực hiện giám sát theo đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng 8. Nhận hối lộ liên quan đến chuyến bay giải cứu Tháng 4 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tô Anh Dũng. Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao để điều tra về hành vi nhận hối lộ Trước đó ngày 7 tháng 1 năm 2022, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người gồm Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Đỗ Hoàng Tùng, phó cục trưởng, Lê Tuấn Anh, tránh văn phòng của cục và Lưu Tuấn Dũng, phó phòng bảo hộ công dân của cục này. Ngày 25 tháng 3 năm 2022, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đưa hối lộ, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều 364 Bộ luật hình sự. Đối với Hoàng Diệu Mơ, sinh năm 1980 tại Quảng Bình, nghề nghiệp tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gắn liền với sự nghiệp xây dựng đảng, xây dựng đất nước, hết lòng với nhân dân. Một lãnh đạo ở tuổi 80 vẫn làm việc miệt mài, không ngừng nghỉ và cống hiến cho đảng, cho đất nước đến hơi thở cuối cùng. Sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều đau thương, nuối tiếc cho toàn dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video sau.